Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thân Khỏe Tâm An trên băng tần 57.15 của Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc. Và ngày hôm nay khách mời của Ngọc Khanh sẽ là bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Xin chào bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh. Xin chào Ngọc Khanh, xin chào quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, sở dĩ ngày hôm nay khách mời của chúng ta là bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh là bởi vì trong suốt một thời gian dài thì chương trình Thân Khỏe Tâm An đã có rất là nhiều vị khách mời là các vị bác sĩ chuyên khoa. Tuy nhiên, giữa Ngọc Khanh và bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh dạo gần đây đã có cơ hội tiếp xúc với rất là nhiều bệnh nhân cũng như là người thân của bệnh nhân, có người vừa mới qua đời vì bệnh cao huyết áp. Và một trong những cái điều mà người thân của những vị này không có thấy được rằng là căn bệnh cao huyết áp là một kẻ giết người thầm lặng, khi mà triệu chứng và mọi thứ không có được rõ ràng. Cũng như là các bệnh nhân này họ không coi trọng cái việc mà làm sao để kiểm soát được cái huyết áp cho nó đúng ở nhà. Một trong những cái điều đó là chúng ta phải biết là khi nào mình nên đo huyết áp và đo huyết áp như thế nào cho chính xác. Thì trong cái cuộc trao đổi giữa Ngọc Khanh và bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh trong cái vấn đề là mình lựa chọn những cái đề tài nào để thiết thực cho cộng đồng, thì ngày hôm nay Ngọc Khanh và bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh muốn trình bày ở đây cho quý vị về căn bệnh cao huyết áp là điều thứ nhất, mình làm sao đo huyết áp cho chính xác và nên đo như thế nào, đo bao nhiêu lần trong ngày. Rồi để mà chăm sóc cái bệnh cao huyết áp này thì cần có lời khuyên của bác sĩ gia đình như thế nào. Thì bây giờ Ngọc Khanh xin mời bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh bắt đầu đề tài. Cảm ơn Ngọc Khanh. Thưa quý vị khán giả, mình đang nghĩ tới cái đề tài đo huyết áp. Thế mình cũng đang hơi buồn cười chút xíu, tại vì đó là khi mình đo huyết áp ấy, thì đối Ngọc Khanh là cái con mình không phải đố mà mình nói với Ngọc Khanh là cái con số nó rất là quan trọng, vì mình phải đo cho nó chính xác. Đó, nhưng mà mình cứ tin ở cái máy và mình đo, hoặc là mình cứ móc và mình đo thì mình chưa có biết là nó có đúng hay không, mình cứ cho cái con số nó là đúng. Thì vì mình đang buồn cười là tại vì nếu mà mình đi chợ mà mình đi mua một cái thịt hay là cái trái cây mình cân, và mình cân mình thấy một số có vài trái cây mà nó nặng thế hay là nó không có đúng, thì mình sẽ ý thức được liền. Trong khi đó thì mình đã quen rồi, mình nhìn cái trái cây hay miếng thịt này nào bao nhiêu cân là mình biết. Rất là dễ tính. Nhưng khi mình đo vô đây đó thì các quý vị không có ý thức được một con số như thế nào là đúng. Nên là mình cứ tưởng là cái đó là đúng. Nó là đúng, mà thật ra nó là sai. Nên là mình vẫn nghĩ là cái điều chính xác rất là quan trọng. Thì mình không muốn bị ăn gian. mà nói tới đó thì Ngọc Khanh mới nhớ là thường thường mà Ngọc Khanh đi mua máy đo huyết áp đó thưa bác sĩ. Ngọc Khanh bây giờ mới nhận ra là Ngọc Khanh hay mua những cái máy đo huyết áp mà ở đó nó có để có sale. Thí dụ như là hai máy để kế nhau, mà máy này giảm 30 đồng. Thì tự nhiên Ngọc Khanh lại đi vô mua cái máy 30 đồng. Không có nghĩ tới cái chuyện là không biết là cái máy nào nó tốt hơn máy nào. Rồi có một lần Ngọc Khanh cần mua máy gửi về Việt Nam cho người thân đó. Thì Ngọc Khanh thấy cái máy đó nó đo cái cổ tay. Ngọc Khanh nghĩ ai cái này gọn nhẹ nè, để cho người nhà nhiều khi đi du lịch để đem theo đo huyết áp. Nhưng mà hình như có ai đó nói với Ngọc Khanh là đo ở cổ tay có thể nó không chính xác. Đúng như vậy. Đó, thì thưa Ngọc Khanh, đó là rất là đúng. Tại vì khi mà mình đo ở cái cổ tay này đó, nó không có chính xác. Mình muốn phải đo nó sát gần ở trên cái mặt chính, ở trên cái tay ở trên này. Và cái thứ hai đó là cái khớp size sẽ phải đúng. Cái miếng mà quấn vòng vòng đó, cuối cùng nó phải đúng. Cho nên nó là lúc mà mình trong cái quá trình mà khám cho em bé đó, cái em bé đó là hoặc người lớn cũng vậy, thì cái sở y tế họ có tới phòng mạch, họ có hỏi mình, họ có test mình đó, hỏi là cái nào là cho em bé, cái nào là cho những người nhỏ người, cái nào là cho những người lớn, và những người mà béo phì đó, tức là họ rất là to, thì họ mình giải quyết như thế nào. Nhưng mà mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Thì mình có từng size một cho em bé là cân nít mới đẻ cũng có nè, người lớn và những người mà cái khớp nó to như là cái túi đi chợ để quấn vừa cái tay người ta, nó phải đúng theo cái size của họ, thì là mình mới pass được. Và Ngọc Khanh nghe nói rằng là có những bệnh nhân hình như là bệnh nhân ung thư vú hay sao đó, thì cái lúc mà đo huyết áp phải đo ở dưới cái bắp chân phải không? Thì có những trường hợp mình bất đắc dĩ thì phải đo ở dưới bắp chân, mà thông thường thì mình vẫn muốn là ở trên là chính xác nhất, là trực tiếp nhất với cái tim của mình. Thưa bác sĩ, vậy thì cái gì là những chuyện nên làm và cái gì là không nên làm để mà ra được cái kết quả mà đo huyết áp chính xác nếu mà mình tự làm tại nhà? Thưa Ngọc Khanh, thưa quý vị, thì như Ngọc Khanh nói đó là cái gì mình nên và không nên để đạt được cái con số chính xác. Thì thứ nhất thưa quý vị, mình nói về cái không nên trước đi. Thì cái không nên đó là
Vì cái tăng xông này nó bị tác động, được tác động rất là nhiều khía cạnh khác nhau. Yeah. Ví dụ như là nếu mà buổi sáng quý vị ngủ dậy mà đo, yeah, mà nếu mà có uống một ly cà phê hay ly trà vô, đó là một cái nước có cái tính cách kích thích cái, yeah, cái tim của mình, thì tăng xông nó có thể nó lên và không có chính xác. Cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là có nhiều người họ bị dị ứng mũi, allergy. Yeah. Cho nên đó, các bác sĩ thường khuyên bệnh nhân là sáng ngủ dậy nên xịt thuốc ngay lập tức trước khi tiếp xúc với môi trường. Nên thông thường các quý vị bị bệnh dị ứng đều được dùng thuốc buổi sáng sớm. Yeah. Trước khi làm cái gì hết họ đi xịt thuốc rồi. Cái đôi khi họ quên không để ý. Thì lúc đo tăng xông có thể nó cao vì không để ý cái vấn đề đó. Vì cái thuốc dị ứng đó. Và đứng phụ của thuốc. Yes. Còn có một cái nữa là có nhiều quý vị khi ngủ dậy buổi sáng theo cái thói quen là họ đi mở vòi nước nóng hay nước lạnh tùy, đi tắm liền. Đó thì khi mình đứng mình tắm á, thì cái hơi nóng hoặc là cái lạnh nó sẽ có cái sự co thắt của cái mạch máu của mình. Yeah. Và khi mình đo tăng xông á, nó sẽ cũng sai luôn. À, có nghĩa là sáng sớm mà mình đi tắm. Yes. Không cần biết tắm nóng hay tắm lạnh. Yeah. Mà mình quy trở lại để mình đo huyết áp. Có thể kết quả không chính xác. Không chính xác. Và không yeah, nên mà không có nên tắm trước khi mình định đo huyết áp. À, huyết áp. Còn có thêm một cái nữa thì cái này hơi tiến trị chút xíu, nhưng mà khi mình có buồn tiểu. Thì khoa học cũng cho thấy là khi cái bàng quang của mình á, mà nó bị căng ra, yeah, nước tiểu nó nhiều, thì nó cũng kích thích cái tăng xông mình nó lên. Cho nên là họ khuyên là nếu mà phải đi tiểu, đi thì cứ đi, rồi quay lại để đo thì nó chính xác hơn. Dạ. Yeah. Ngọc Khanh nhớ là hình như bữa trước bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh có nói với Ngọc Khanh rằng là trong cái lúc một người mà bị đau nhức, thường thường huyết áp sẽ làm tăng, phải không? Dạ, thưa Ngọc Khanh đúng. Thưa quý vị, đó là rất là đúng. Đó cũng là một cái bí quyết của các bác sĩ trong bệnh viện đó. Khi mình vô khám bệnh nhân hoặc một người bệnh nhân, thì họ than họ rất là đau đớn. Và họ đòi những cái thuốc, có thể là cái thuốc control substance, là cái thuốc mà có thể mình ít khi viết, vì họ kêu họ đau quá. Nhưng mà chính nguyên tắc á, là khi mình đau đến cái mức đó đó, thì nhịp tim mà tăng xông đều lên. Cho nên ít khi ai mà ngồi bình thản, nhịp tim đánh trung bình 70 nhịp trong một phút, mà không có ca máu không gì hết, mà kêu mình đau. Đó, ví dụ bây giờ Ngọc Khanh tưởng tượng mình nhéo vào người một phát, hay là điện nó giật một cái, là huyết áp nó cũng thì lên rồi. Tim nó đánh đau lắm, nhói cả tim. Đúng rồi. Yes. Nên là mình sẽ biết liền là cái này là không có phải đau tới như vậy. Không có đau tới như vậy. Dạ. Yeah. Nên khi mình đã đau rồi tăng xông nó rất là lên. Dạ. Yeah. Và Ngọc Khanh biết là cái trước mình có bị cái tai nạn cái cửa garage á, cái người đang kéo xuống rồi kẹp vào ngón tay. Sự thật nó đau tim luôn, nó chịu không nổi, đau nó run cả người lên, nó đau. Yes. Cho nên nó là chắc chắn lúc đó tăng xông cao lắm. Có nghĩa là vậy nên là nếu mà quý vị nào muốn đo huyết áp mà ngay lúc đó mà mình đang đau đó, yes, nên là mình sẽ phải để ý rằng là cái huyết áp nó sẽ cao. Yes, nó sẽ cao, cho nên là đừng có chấp cái con số đó. Đó, cho nên là các bệnh nhân phòng mạch của mình hay thường nói là một con số không có thể đánh giá được cái vấn đề. Mình phải nhiều con số khác nhau, mình lấy cái trung bình thì nó sẽ chính xác hơn. Dạ. Yeah, và liệu cái việc đo huyết áp, cái tư thế đo đó thưa bác sĩ, cái gì là không có nên làm? Thưa Ngọc Khanh, thưa quý vị, cái tư thế đó, khi mình ngồi đó thì mình đừng có gù người xuống, hoặc là đừng có bật ngửa ra, đừng có ngồi thẳng người cho nó gọn gàng. Chân mình phải chạm đất. Hai chân chạm đất đàng hoàng. Đó, thẳng người lên. Và cái tay mình sẽ để cho nó ngang với cái tim của mình. Yeah. Đó, khi mình phải lấy cái gối hay một cái gì để mình tựa vô. Hoặc nếu mà một người khác đo cho mình thì họ lấy cái tay họ đỡ cho mình. Như ở phòng mạch đôi khi mình cần mình đỡ cho người ta. Còn có nhiều khi thì mình để tựa vô cái bàn. Bàn tay để ngửa chiếu lên trời. Và đồng thời cái cuff mình để là khoảng 1,5 cm ở trên cái khuỷu tay. Đó, để ta chính xác. Yeah. Ngọc Khanh thấy các cô làm ở văn phòng bác sĩ đó, mỗi lần mà đo huyết áp là hay nói đừng có nói chuyện. Yes. là khi mình đo ở nhà, yes, mình cũng đừng có vừa đo mà vừa nói chuyện, phải không? Yeah, đừng có nói chuyện, đừng có ca hát. Yeah. Tại vì cái phổi và cái tim mình nó có cái sự kết nối rất là cặn kẽ. Uh-huh. Cho nên khi mà mình nói, mình cười, tăng xông mình nó cũng thay đổi. Uh-huh. Nên là nên giữ yên lặng ít nhất là khoảng 5 tới 10 phút. Yeah. Mình ngồi mình hít thở đều đặn. Bây giờ mình nói tới cái chuyện là với một cái người
có bệnh cao huyết áp. Một ngày họ nên đo khoảng bao nhiêu lần? Lý do Ngọc Khanh hỏi là như vậy. Ở nhà Ngọc Khanh có bà cũng khoảng 90 tuổi. Thì Ngọc Khanh thấy bà đo huyết áp rất là thường, cũng phải 10 lần á. Có cần thiết không thưa bác sĩ? Là, thưa Ngọc Khanh, thưa quý vị, thì khi mà một ngày đo mấy lần, cái đó nó cũng tùy trường hợp. Giống như là thường thường ở bệnh viện thì mình đo một ngày là 4 lần. Nhưng mà tùy theo những cái trường hợp, ví dụ như là khi mà họ uống một cái viên thuốc để hạ cái tăng sông xuống khi mà nó bị cao bất chợt, thì lúc đó đó mình phải kiểm tra cái tăng sông mình là mỗi nửa tiếng để mình coi nó đi tới cái mức nào và có cần can thiệp thuốc hay là không. Đó thì trong cái trường hợp như vậy đó thì mình nên đo như ở phòng mạch. Đôi khi mình bị trường hợp như vậy, mình cho họ mời họ uống viên thuốc, nửa tiếng sau mình đo một cái, nửa tiếng sau đo một cái, tới khoảng 2 tiếng sau mình coi nó tới cái mức nào. Ở phòng cấp cứu cũng vậy, khi mà ai tới tăng sông cao quá thì họ đo cho bệnh nhân đó cũng vài ba lần, trong vài ba tiếng, thấy nó chuyện nó ổn định rồi đó thì mình không cần phải đo nhiều như vậy nữa. Hồi nãy Ngọc Khanh trong cái đoạn đầu có đề cập tới một cái vấn đề là Ngọc Khanh có biết cô chú đó, chú là có bệnh tăng sông và uống thuốc đều đặn. Rồi giữa hai chồng có tranh cãi, xong rồi chú lên cơn tăng xong chú mất đột ngột ở trong xe, mất trong cái sự bàng hoàng của cô. Thì nãy bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh có nói rằng là có nhiều yếu tố đưa tới cái chuyện tăng xong nó lên. Thì một trong những cái chuyện là mình nói rằng là hồi đó Ngọc Khanh hay nghe bác sĩ dặn là đừng ăn mặn, thì cái đó là mình biết rồi. Nhưng mà Ngọc Khanh không có thể nào tưởng tượng được là cái cơn nóng giận mà làm cho người đó lên cái cơn tăng xong mà tới mức phải mất mạng. Thì là cái đó là cả cô đó và cả Ngọc Khanh đều gọi là không có thể nào tưởng tượng được. Vậy thì cái chuyện mà buồn bực, nóng giận rồi lên cái cơn tức giận mà tới cái mức như vậy đó thưa bác sĩ, thì có phải là quá là nguy hiểm đối với bệnh tăng xong không? Thưa Ngọc Khanh, đúng là thưa quý vị, mình hoàn toàn đồng ý. Tại vì cái tăng xông á là khi mà nó lên đến cái mức đó đó, thì mình cũng quý vị có thể hình dung là cái lốp bánh xe đạp đi. Thì khi hồi bé mà hay đạp xe đạp mình bơm nó, thì mình lấy cái tay mình hay mình bóp bóp mình coi nó có đủ cứng, độ cứng không á. Thì cái đó là cái áp suất, đó là cái tăng xông đó. Thì mình để tưởng tượng cái lốp bánh xe đó là cái mạch máu của mình. Thế đó, khi mà nó trời nóng nó căng nó cứng, đó còn trời lạnh thì nó hay mềm, nó xẹp. Cho nên đó là lúc mình relax, mình thoải mái thì nó dịu dàng, nó mềm, nó xẹp. Khi mình giận tức lên, bắt đầu tim làm việc nhanh, nó bơm căng cái lên. Thì cái điều này yếu nhất trong cái mạch đó có thể nó bể, thế là họ bị tai biến. Rất là đáng tiếc ha. Đáng tiếc. Cái cơn nóng giận mà nó làm. Hay là vốn là cái tim họ đã yếu sẵn rồi. Khi là lên cái cơn nóng giận đó, máu nó bị nhồi cơ tim, họ cũng đưa tới cái vấn đề đó. Thì là đáng tiếc ha. Dạ thưa bác sĩ, thì bây giờ chúng ta sẽ tạm ngưng phần 1 tại đây nha. Kính thưa quý vị, thì Ngọc Khanh và bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh sẽ trở lại với phần 2 của chương trình để tiếp tục với cái nội dung là hồi nãy thì bác sĩ Nguyễn Bảo Khanh đã nói rằng là cái gì là không có nên làm trong cái lúc đo huyết áp. Thì tiếp tục trở lại phần 2 sẽ là cái đoạn là cái gì là chúng ta nên làm khi cần phải đo huyết áp và làm sao để kiểm soát cái bệnh cao huyết áp của mình. Xin đừng có rời làn sóng và chúng tôi sẽ trở lại ngay lập tức.